chào tất cả các cô, chú, anh, chị và các bạn. Rất vui được gặp lại các cô, chú, anh, chị và các bạn trên kênh của ba Michael. Thì Sài Gòn, ngày hôm nay là ngày 14 tháng 11, 2024. Bây giờ là 7 giờ 50 phút. Ba Michael đang có mặt ở đây, đó là số 264 đường số 1, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân. Rồi, sáng nay mời bà con cô bác cùng với ba mẹ cô đi dạo Sài Gòn ha. Trời Sài Gòn tháng 11 này thì nó mát mẻ lắm. Con đường này là con đường Vành Đai Trong. Cái khu này hồi xưa đó là cái nghĩa địa đó bà con. Toàn bộ cái khu Vành Đai Trong ở đây nè bà con. Ở đây hồi đó là cái nghĩa địa lớn lắm. Rồi sau này bắt đầu cái giải tỏa mở rộng ra. Giờ ba mẹ cô chở cho bà con bác tới cái khu mà hồi xưa nó là lò thiêu, mà mình thường hay gọi là lò thiêu An Dưỡng Địa đó. Là đây nè. Ở đó đây xung quanh toàn là đồng ruộng bao la không nha bà con. Năm tám mấy bà mày gồ lên đây một lần. Trời ơi. Ở đó nhà nhà thiêu lớp đó như ba mày gồ nhớ là nằm ở giữa, giống như là xung quanh là giống như mênh mông đồng ruộng vậy đó. Nè. Giờ bà con bắt không? Nhà ở đây toàn là nhà biệt thự, nhà phố, tiền không đó. Đây là trang trí Noel ha, cũng đẹp, cá cảnh độc lạ. Đó trước mặt bà con á, hồi xưa đó là cái lò thiêu An Dưỡng Địa đó bà con. Ngay cái tại vị trí cái lò thiêu năm xưa thì bây giờ đã được xây dựng lên làm một cái nơi mà để người dân thờ cúng. À, cũng nơi đây là nơi mà hỏa thiêu Hòa Thượng Thích Thiện Hòa luôn nè bà con. Bên tay trái. À, bà con có xem. À, nơi đây là nơi cái lò thiêu năm xưa. Lò thiêu này hồi xưa là xin thưa bà con bác. Trong ký ức của ba Michael, nó là một cái lò thiêu mà giống như bằng đất vậy bà con. À, ba Michael nhớ hồi xưa là lúc mà đưa cái quan tài vô một cái là bắt đầu người ta lấy bùn với đất với sình đó, người ta lắp cái cửa lại. Còn cái lỗ xong mới chọc cái cây vô, đốt. À, bên tay phải ba Michael đây nè. Là chùa Huệ Nghiêm. Chùa này thì bây giờ đã được xây dựng lại rồi bà con. Chùa này giờ được xây dựng lại rồi. Mới hoàn toàn. Bên đây có cái tượng Phật nè. Mấy tượng La Hán. Còn đây là tháp Phổ Đồng. Chùa này mở cửa sớm lắm nha bà con, 4:30 sáng là đã mở cửa cho Phật tử vô rồi. Trong đây có khu nội viện nữa. Nơi đây cũng là nơi mà Hòa Thượng Thích Thanh Từ cũng đã từng ở. Mấy thầy lớn hồi xưa cũng từng ở đây. Tại vì hồi xưa ở đây người ta gọi là Phật Học Viện. Hãy
ngoài bên kia đó là bến xe miền Tây đó bà con. Trước năm 75 nơi đây được gọi là Sa Cảng miền Tây. Giờ mình đi vô dạo một vòng. Cho bà con qua xem tình hình ha. Sáng nay ngày thường thì nó không đông lắm bà con. Thường bà con bắt canh tối thứ 6 á. Tối 6 bà con bắt ra đây. Trời ơi nó đông lắm. Mà dạo này người dân nó có thêm một cái phương pháp nữa là đi xe đò về, nhưng mà không cần đi xe taxi ra bà con. Tới đây gửi xe. Cái chỗ này là cái khu này khu vực cũ nè. Ở đó trên nóc đó là có cái chữ Sa Cảng miền Tây. Sa Cảng miền Tây này là đã được thực hiện ý tưởng là từ năm 1964 rồi bà con. Đến năm nào hình như ở năm 66, 67 gì đó thì cái bến xe miền Tây này nó mới hoàn thành. Đây là chợ An Lạc. Tới đây là tới mũi tàu Phú Lâm nè bà con. Con đường này vẫn là con đường quốc lộ số 4 nè, đường Kinh Dương Vương. Qua bên kia là cũng là Kinh Dương Vương nhưng mà hồi xưa nó là đường Lục Tỉnh nha bà con. Bên đây là công viên Phú Lâm. Một cái bàn gỗ thôi, làm ly cà phê với ly trà, uống trà thôi nói chuyện. Đó, bà con quá ha. Dân Sài Gòn. Ba mẹ còn quên mua ly cà phê. Để chạy qua mua ly cà phê. Giờ chắc 8 giờ là chắc nó không có đông nữa rồi. Bình thường mua 7 mấy đứng xếp hàng đông mệt lắm. Bên tay phải này là trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương 6 nè bà con. Trường này thì xin thưa bà con bác, năm trước năm 75 á, nó là trường kỹ thuật Dương Châu Minh. Bên tay trái này là đài căn cứ đài radar đó, hay còn gọi là đài phát tuyến Phú Lâm đó. Đây. Còn cái hãng Singer Lissin này nè bà con. Trước năm 75 đây là hãng khu cá mặn. Kế bên nữa là hồ tắm Phú Lâm. Chúng ta đang đi trên con đường Lục Tỉnh năm xưa nha bà con.
Hồi xưa cái chỗ mà Galaxy đó bà con, nó là cái ao rau muống. Cái con đường đó là cái bên ao rau muống là con đường đi vô căn cứ Đài Loan. Đây, để bà con có bác đi ra cái mặt sau của cái chùa. Ở đây có một cái tịnh xá, nhưng mà cái mặt sau mới là cái cổng chính của nó nha bà con. Hồi xưa cái chùa chiền ở Sài Gòn ra số nằm trong hẻm không à. Đây nè bà con, à, cái cổng chính của chùa là xưa nằm đây. Năm 1968 này đây là chở người dân, người ta tập trung về đây nhiều lắm. Người ta dựng liều, dựng chòi, dựng bạc lên. Tịnh xá Lộc Quyển. Đây mới là cái cổng chính nè. Cái dãy nhà bên đây xây rồi nè. Cổng chính của chùa Tịnh Xá Lộc Quyển là xưa nằm đây nha bà con. Rồi giờ mình quẹo ha, 30 cầu ra lại để tìm đường ra Hậu Giang. Mấy con đường này 30 cầu đi hết rồi cho nên 30 cầu quen. Ra lại đây để Michael mua ly cà phê. Trường này trường Lam Sơn, trường tiểu học Lam Sơn. Một chiên. Đây là ngã ba Bình Phú. Dạ bà con cô bác đợi ba mẹ gọi đi vô mua một ly cà phê nha. Ba mẹ gọi thích chỗ này là mình tới xe cái là nó thấy mặt mình là nó đem ly cà phê ra. Khỏi cần phải kêu à, thích uống mấy cái chỗ quen là nằm chỗ đó đó, y như cũ là u như kỹ. Bà con của bác có cảm nhận giống như ba mẹ cậu không? Hồi đó lúc mà ba mẹ cậu chưa uống mấy cà phê mà đi dạo về đường nè, ba mẹ cậu uống một cái quán cà phê quen, cái xuống đặt đít xuống ngồi là nó bưng ra ly cà phê à, u như kỹ là y như cũ. Bây giờ mình kiếm cái chỗ để mình ở đây á, kế bên nó cũng là bánh su rồi bà con, bánh su kem. Nhưng mà bà con bắt làm cái nhớ không, ở trên Phú Nhuận có một cái xe nước mía, một xe nước mía và kế bên là bánh su kem. Nếu mà ở đây á, bà con bắt đầu kế lỡ qua cái chỗ mặt bằng của họ tí cũng không sao rồi, không có khăn có chịu gì hết. Nhưng mà ở trên nước mía trên Phú Nhuận đó, bà con bắt mà đậu cái là nó ra là nó cưa kêu bà con bắt đầu đi. Nó thấy mặt mình chưa. Mình này á thì nó là hôm nay có một đứa nghỉ à, thế rồi một em gái. Cái em này là bên đại thiên chúa đó. Chưa nóng không? Chưa sữa em.
thêm sữa. Thêm sữa ngọt ấy. Nhỏ đúng không anh? Dạ, đúng rồi. Kia là dịch quay không khí, cái tiệm đó như mới mở. Mày gọi coi rồi, hôm nay có tin tức gì mới không? Không được nữa. Có mấy đẻ không? Bắt giữ thêm một người tham gia tổ chức chính phủ. Đi đó anh. Nhỏ nhỏ. Rồi, cảm ơn. Đây, uống trà nha bà con. Đi đường kia, giờ mình quẹo vô hẻm này tìm kiếm mấy con hẻm chơi cho vui. Hẻm này là hẻm 630 630 628 gì vậy đó. Để bà mày gò ra lại đường Kinh Dương Vương.